Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Cái sự khác biệt lớn nhất giữa hàng chính hãng và điện thoại sách tay là về trang bị cấu hình. Sách tay thì cấu hình rất tốt, còn chính hãng các bạn sẽ có một cái bảo hành nó uy tín hơn, được đảm bảo hơn. Như câu hỏi của bạn NMD: chào mọi người, mình muốn mua, mọi người tư vấn chiếc điện thoại nào tầm 6 triệu. Nhu cầu của mình là cam đẹp, chơi game Liên Quân, PUBG, Pin Châu, hàng chính hãng ạ. Hàng chính hãng này thì mình sẽ đưa ra cho các bạn khoảng đâu đó 3 cái option với mức giá tầm khoảng dưới 6 triệu mà các bạn có thể cân nhắc nha. Cái option đầu tiên, trừ cái pin châu ra thì nó thỏa mãn rất tốt cái nhu cầu của bạn, là Xiaomi 11 Lite 5G NE, hàng mới nhá. Em này thì rất tốt về cái camera đẹp này, đặc biệt là cam selfie. Chip trang bị trên Xiaomi 11 Lite 5G NE là Snap 778G. Với tựa game bạn có chia sẻ trong video ấy, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Điểm yếu lớn nhất trên máy này về dung lượng pin 4250mAh cho cái thời gian on screen đâu đó khoảng trên dưới 5 tiếng một chút thôi. Đây là mình chia sẻ với các bạn là cái tác vụ cơ bản và ít chơi game. Còn với cái mẫu máy thứ hai, với cái phân khúc tầm khoảng 6 triệu thì cam nó không phải là quá đẹp nha, nói chung là tạm được thôi. Bạn có thể lựa chọn Xiaomi Redmi Note 11 Pro hàng chính hãng, máy cũ nha, hoặc là máy mới có Xiaomi Redmi Note 11S với cái mức giá tiệm cận khoảng 6 triệu. Đây là ba cái mẫu máy mà bạn có thể tham khảo với hàng chính hãng khoảng 6 triệu. Còn thực sự nha, nếu như mà thêm tầm khoảng đâu đó là 6 đến 700 nghìn nữa thì bạn có lựa chọn Xiaomi 11T hay là không? Xiaomi 11T bỏ thêm tầm khoảng 6 đến 700 nghìn nữa là hoàn toàn xứng đáng cho cái trải nghiệm tổng thể các bạn được ngon lành hơn. Về mặt camera thì em này thì cũng khá là ổn trong tầm giá rồi. Em này thì trang bị cái tấm nền tốt, có độ phân giải cao với con chip Dimensity 1200 Ultra, hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu chơi game của các bạn. Pin thì cũng khá là trâu nhá, pin 5000 đi kèm với cái công suất sạc là 67W. Về trải nghiệm, có thể nói Xiaomi 11T là một chiếc máy toàn diện nhất phân khúc chính hãng tầm khoảng dưới 7 triệu. Hoặc là bạn có thể lựa chọn với mức giá tầm khoảng 6 triệu hoặc hơn 6 triệu một chút, bạn có thể cân nhắc con 11T, Xiaomi 11T hàng cũ cũng ok nha. Như vậy là top 4 điện thoại bạn có thể cân nhắc với mức giá khoảng 6 triệu hàng chính hãng nhé. Câu hỏi đến từ bạn Phúc Đinh: anh ơi, tư vấn dùm em có máy tính bảng nào có khay cắm SIM giá dưới tầm 6 triệu được không ạ? Em mua cho bố mẹ em dùng ạ. Em cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công. Mình cảm ơn. Nếu mà mua cho phụ huynh thì ở nhà ấy, thì thường các bác sẽ lựa chọn những chiếc máy nó thương hiệu quen thuộc, ví dụ như là kiểu Samsung chẳng hạn. Nếu như mà xét trong cái tầm giá khoảng 6 triệu mà so sánh với những cái hãng khác thì Samsung thực sự có phần gì đấy hơi thua thiệt. Mình cứ tư vấn cho bạn nha, có thể cân nhắc em Samsung Galaxy Tab S6 Lite, cái phiên bản năm 2022, mức giá nó chênh hơn 6 triệu một chút thôi, hoặc là chọn cái phiên bản 2020 cũng được nha. Với một chiếc máy của hãng khác thì bạn có thể cân nhắc Lenovo Tab 11 Plus. Em này mức giá tầm khoảng đâu đó khoảng 6 triệu thôi. Nếu so sánh Lenovo Tab 11 Plus với lại hai cái máy tính bảng của Samsung Tab S6 Lite ấy, thì con này nó nhỉnh hơn. Thực sự mình phải chia sẻ thật lòng đấy. Còn với con chip Helio G90T là một chip cũng tương đối lâu rồi, các bác không chơi game thì không phải lo cho lắm. Về giải trí loa thì em này 4 loa, pin tương đối trâu với mức giá tầm khoảng 6 triệu là 7700mAh và có công suất sạc đi kèm 20W. Đấy, hai cái sản phẩm máy tính bảng có 4G bạn có thể cân nhắc. Còn nếu như cái bản wifi thì nhiều lắm các bạn. Câu hỏi của bạn Dương: anh em cho hỏi Red Magic 8 Pro với 8 Pro Plus có gì khác nhau mà giá nó chênh nhau quá vậy? Có đúng hai cái điểm mình thấy nó khác nhau nhiều nhất về dung lượng pin này. Dung lượng pin trên cái bản Red Magic 8 Pro 6000, còn bản Pro Plus là 5000. Công suất sạc nó hơi khác nhau một tí. Bản Pro Plus 165W, còn bản Pro là 80W. 8GB là bộ nhớ RAM tối thiểu trên Red Magic 8 Pro. Pro Plus nó nâng lên là 12GB. Nó chỉ khác nhau mỗi thế thôi, còn lại về cấu hình, camera các thứ chả khác gì nhau cả. Câu hỏi đi các bạn, Unit Gaming: Xiaomi ghét cái những cái mặc định như gọi điện, SMS, thông báo định vị cứ thỉnh thoảng MIUI hay bị lỗi. Với game thủ thì nó không phải là vấn đề, nhưng với người dùng bình thường không biết cài ROM thì đúng là tai hại. Chính xác luôn. Còn độ mượt thì mình thấy do cấu hình cao nên cũng không thua iPhone, đây không nên là nhược điểm. Theo như cái
trải nghiệm của mình nhá. Với review với cái giao diện MIUI đi, đúng là nó có nhiều lỗi và thật. Với cái lon nội địa đi, các bạn có thể áp dụng một vài cái thủ thuật ghim rồi là chạy nền các thứ thì ít ra về cái phần thông báo nó cũng sẽ ổn định hơn. Còn với cái phiên bản ROM EU hay là một vài cái phiên bản ROM khác của Xiaomi chẳng hạn, khi mà bạn biết up ROM thì chả phải vấn đề gì đúng không? Thì rõ ràng với những cái up ROM như thế, nó sẽ bù lại cho các bạn về cái mặt thông báo, nó sẽ ngon lành hơn. Về trải nghiệm gaming thì tùy từng máy thôi. Ví dụ như con Redmi K50 chẳng hạn, ROM EU với ROM nội địa nó không khác nhau nhiều. Với nhiều máy Xiaomi khác, khi mà họ custom ROM ấy, về cái mặt trải nghiệm gaming nó sẽ không bằng. Ví dụ này, có một cái điển hình ở hãng Realme đi. Realme nhá, về cái mặt trải nghiệm gaming, nếu như các bạn để cái ROM quốc tế và để cái giao diện hiện tại thôi, cái giao diện Realme UI nó thấp một tí thì chơi game rất ngon. Còn khi mà các bạn up sang cái ROM quốc tế này, để cái giao diện Realme UI nó cao cao khoảng 3.0 hoặc là 4.0 tùy từng máy, thì cái trải nghiệm gaming nó lại thấp hơn, nó kém hơn so với cái giao diện Realme UI 2.0 chẳng hạn. Còn tiếp theo bạn bảo là về cái cấu hình cao nên cũng không thua kém iPhone. Mình không biết là cái cấu hình ở đây là thua kém là về cái mặt gaming hay là về cái mặt trải nghiệm vút chạm. Với iPhone animation rất mượt rồi, còn với Xiaomi thì nói chung là để trải nghiệm cơ bản thì ok. Còn bạn nào thực sự tinh ý thì vẫn có gì đấy nó hơi bị lag. Khi các bạn vút chạm, các bạn mở app sử dụng tác vụ cơ bản hàng ngày thì nó cũng không phải là quá xứng cho lắm đâu. Đố gì khó hơn đi ạ. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.